Chào các bạn nhé. Cũng lâu lắm mà không có gì để review cho các bạn. Hôm nay mình lên tạo một clip cho các bạn xem cho đỡ buồn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có trước mắt các bạn là một cây nam tiêu trúc quế. Nhưng mà nguồn gốc của nó thì là do shop mình tự làm các bạn nhé. Do mình tự làm. Đó. Thì trông về hình thức thì nó trông cũng chả khác gì hàng Trung Quốc đúng không các bạn? Mình cũng dùng cái sơn mài của Trung Quốc để mình sơn lên lớp bên ngoài. Đó. Đây là một cây nam tiêu trúc quế mà do mình nhập trúc về để tự làm. Đó. Thì nếu mà mình tự làm ấy thì giá thành nó rẻ hơn và nó theo hệ Việt. Nên là nốt si của nó là nốt si thường, không phải si non như Trung Quốc. Tại mỗi loại tiêu thì nó có lợi thế riêng. Cái xi non cũng không phải là một cái bất lợi gì cả. Nó xi non nó cũng rất là hay. Nhưng mà đôi khi mình cần nốt xi chuẩn thì cây tiêu của Trung Quốc không có. Cái này thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy. Đó. Trúc quế. Mình thì cũng nói chung là cũng may mắn được tiếp xúc với khá là nhiều tiêu sáo thuộc dạng đắt cũng có mà gì cũng có. Như cây đắt nhất mình từng thổi là cây 16 triệu, được làm bằng trúc phương quế Đài Loan. Còn có những cây động tiêu trúc tím 10 triệu, 5 triệu. Còn nam tiêu thì 2-3 triệu cũng thổi rồi. Hàng đắt hàng rẻ đều chơi hết rồi. Cho nên là mình có thể này, mình học được một số cái kinh nghiệm. Và mỗi cây nó lại có một cái thế mạnh riêng, mình sẽ đúc kết lại và mình đưa vào cái sản phẩm của mình. Đó. Bây giờ mình sẽ thổi cho các bạn nghe âm thanh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ test âm cho các bạn cùng tham khảo nhé. Đầu tiên mình sẽ thổi một lượt các nốt. Son 3 rất là nhẹ nhàng. Và một số cái điểm mà mình thấy tâm đắc ở cái sản phẩm mà mình có thể làm ra là mình lựa chọn những cây trúc lòng nó khá là vừa phải. Đây, nó sẽ dày hơn động tiêu nhưng mà lòng nó chỉ bằng động tiêu thôi. Đấy, lòng nó bằng động tiêu. Cho nên là cái quãng 2 của nó khá là nhẹ và êm. Nó không mệt như các bạn nghĩ. Đấy, các bạn vẫn nghĩ là nam tiêu thì nó sẽ làm cây trúc to và dày thì nó sẽ rất là nặng, nhưng mà cây này độ dày nó vẫn có nhưng mà cái độ nặng thì nó không quá nặng. Đó. Và tuy là lòng nó rất vừa phải nhưng mà nốt đồ của nó rất là đầm, rất là rèn. Cái điểm khó ở cái việc chế tạo một cây trúc mà lòng không quá to mà nốt trầm của nó vẫn rèn, nó là cái điểm khó của nó. Còn nếu mà lòng to thì làm cái nốt thấp của nó rèn thì nghe rất là dễ thôi. Mà lòng bé mà làm được thì nó kỳ công thế đấy các bạn. Quãng 2 nhé. Gần như là không có hiện tượng mất nốt, trượt nốt. Đó, và chúng ta có thể thấy là nốt si của nó là si bình, nó không bị non như si Trung Quốc. Như si Trung Quốc nó cũng là một cái lợi thế là khi chúng ta mở si dáng thì nó rất là nhanh. Đó. Còn khi mà chúng ta chơi
thi theo kiểu Việt Nam thì nó phải kết hợp hai tay, còn Trung Quốc thì họ chỉ cần một tay họ sẽ mở được xi giáng. Nhưng mà chúng ta thì đa phần là đã đều quen với cái thế bấm xi giáng của Việt Nam hai tay kết hợp rồi, nên cái đấy cũng không vấn đề lắm. Đó. Còn xi giáng này, bây giờ mình sẽ khớp với beat ca khúc Si Tình Mộ, mình sẽ thổi một đoạn nhé. Mình xin phép dừng clip tại đây. Và các bạn nào có nhu cầu đặt hàng những sản phẩm tiêu sáo đến từ Trung Quốc hoặc là những sản phẩm tiêu sáo Việt Nam thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0971 889 836 hoặc truy cập sáochucdaoduy.com nhé. Xin chào tất cả mọi người.